chào mọi người, tên của mình là Thảo Nhi Lê. Nhi rất là bận rộn trong công việc của Nhi, nhưng thật sự là không thể thiếu đi tập luyện được. Trong công việc của Nhi thì cũng phải có một body rất là cháy và rất là săn chắc đúng không mọi người? Nice. Thì hôm nay Nhi sẽ chỉ cho mọi người là Nhi tập ở đâu, là chính là ở California Fitness. Đầu tiên Nhi sẽ check in, nhận khăn và nước suối. Sau đó Nhi sẽ đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập. Trong phòng locker của Cali có rất nhiều gương và máy sấy để lúc nào chị em chúng ta cũng có thể làm đẹp được. Rồi, Nhi chuẩn bị xong rồi và bây giờ trước khi tập thì mình phải đi khởi động với mọi người. Let's go! Nhi chọn tập luyện tại California vì Cali có nhiều câu lạc bộ khắp cả nước, rất phù hợp với một người thường xuyên đi công tác như Nhi. Ngoài ra thì với không gian hiện đại và cơ sở vật chất đầy đủ cũng giúp cho Nhi tập luyện dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi khởi động xong thì Nhi bước vào buổi tập cùng với cả huấn luyện viên của Nhi. Bạn này đã giúp cho Nhi rất nhiều trong việc luyện tập để có được một sức khỏe tốt và một vóc dáng đẹp một cách khoa học và hiệu quả nhất. Nếu bạn nào không thích tập gym thì tại California có rất nhiều lớp tập luyện nhóm Group X với các bộ môn như nhảy múa, võ thuật, tập tạ với nhạc hoặc các lớp yoga. Tất cả đều được hướng dẫn bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ mình đến một khu vực rất là đẹp luôn, khu vực Nhi rất là thích. Khu vực này là có đạp xe, có chạy bộ và view siêu xịn luôn. Mọi người, let's go! Sau khi tập với PT xong thì Nhi thường dành ra khoảng 10 phút để vừa chạy bộ, vừa ngắm nhìn thành phố. Rồi và bây giờ mình đến khu vực riêng của các member của Centurion và Iconic. Trong này sẽ có khu vực tập luyện riêng tư, khu vực thư giãn và đặc biệt là một chiếc hồ bơi siêu to luôn. Hôm nào có nhiều thời gian thì Nhi sẽ thường bơi tắm ở đây nửa tiếng để giãn cơ và xả stress. Cảm ơn mọi người rất là nhiều là mọi người hôm nay đã qua channel của Nhi để có thể xem và theo dõi Nhi tập luyện như thế nào. Nếu mọi người đang quan tâm vào một nơi nào đó mà mọi người có thể tập luyện được nhiều môn đa dạng thì Nhi nghĩ là California Fitness sẽ là một nơi rất là phù hợp, rất là tốt. Bản thân Nhi là một người phụ nữ và không phải là chỉ phụ nữ mà cả đàn ông luôn. Sức khỏe mình là trên hết, mình phải tập luyện và có một chế độ ăn uống đều đặn. Và Nhi là cũng có rất nhiều việc, đôi khi rất là stress. Lúc mình đi tập thể thao thì mình có thể xả stress được và cảm thấy như là mình newborn ấy. Nhi nghĩ là mình tập luyện cho bản thân mình, mình đẹp cho bản thân mình và không vì người khác. Và mọi người cứ hãy tự tin và tỏa sáng nhé. Và nếu mọi người quan tâm đến tập ở California Fitness, ở đây có một QR code mọi người bấm vào để có thể xem những cái ưu đãi ở California Fitness nhé mọi người. Thank you, bye bye mọi người.